Irina Shayk muốn bảo vệ tình cảm với Tom Brady, quyết định cắt đứt mối quan hệ bạn bè xung quanh. Mới đây, người mẫu Irina Shayk đưa ra quyết định tránh xa mọi sự soi mói của những người bạn bên cạnh vì mong muốn tiến tới một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với Tom Brady. Và trước khi tiến tới mối quan hệ với Irina Shayk, Tom Brady đã có 14 năm kết hôn với cựu thiên thần Victoria's Secret Giselle Bundchen. Cặp đôi có với nhau hai con chung Benjamin Rain, 12 tuổi, Vivian Leigh, 9 tuổi, cùng con riêng của chồng John Jack Edward Thomas, 15 tuổi. Theo Pesic, nàng mẫu hiện vô cùng hạnh phúc với mối quan hệ mới cùng siêu sao bóng bầu dục Tom Brady. Thậm chí, Irina Shayk đã quyết định cắt đứt vài mối quan hệ bạn bè nhằm giúp chuyện tình của cô kín tiếng hơn, tránh những câu chuyện bị phát tán và soi mói. Irina Shayk thu hẹp vòng tròn bạn bè của mình lại. Cô ấy sợ rằng những tin đồn kỳ lạ có thể khiến Tom Brady lo lắng. Cô ấy muốn mối quan hệ này thành công. Brady là người hùng của cô ấy, anh ấy là một chàng trai Mỹ đúng chuẩn tốt bụng, nguồn tin chia sẻ. Cách đây không lâu, cả hai còn từng bị bắt gặp qua đêm cùng nhau. Theo Daily Mail, hai ngôi sao thuê khách sạn 5 sao ở 22 ở khu Mayfair từ Chủ nhật đến thứ Ba. Vào 7 giờ 20 sáng thứ Ba 15 tháng 8, Tom Brady được trông thấy rời khách sạn qua cửa chính và tới sân bay. Trong khi đó, Irina Shayk đi ra bằng lối riêng sớm hơn Tom 5 phút. Cầu thủ bóng bầu dục Mỹ đã lái xe từ Birmingham đến London vào tối thứ Bảy tuần trước và nhận phòng khách sạn lúc 2 giờ sáng Chủ nhật. Irina được trông thấy ở cửa khách sạn hôm thứ Hai trong bộ đồ xanh điệu. Cô rời đi một lát rồi quay trở lại vào buổi trưa. Irina và Tom lộ ảnh hẹn hò lần đầu vào tháng trước khi người đẹp Nga tới thăm nhà Tom ở Los Angeles. Theo các paparazzi, hai ngôi sao đã qua đêm cùng nhau hai ngày cuối tuần hồi giữa tháng 7. Sau đó, Tom Brady chở Irina về khách sạn. Họ được trông thấy tình tứ trong xe hơi của ngôi sao 46 tuổi. Một tuần sau, Tom Brady tới New York thăm Irina. Một nhân chứng tiết lộ trên Pesic rằng cặp sao thưởng thức bữa tối riêng tư và kín đáo tại phòng riêng ở nhà hàng Sushi Azabu trên khu phố Tribeca, New York vào ngày 28 tháng 7. Được biết, tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu nổ ra hồi đầu tháng 6 năm nay. Cụ thể, trang Daily Mail ngày 9 tháng 6 đưa tin Irina Shayk và Tom Brady cùng dự đám cưới của Joe Namat và Madison Hendrick vào cuối tuần qua ở Sardinia, Ý. Hàng loạt ngôi sao được mời đến đây để tham dự sự kiện trọng đại của tỷ phú Joe Namat và người mẫu Madison Hendrick. Irina Shayk và Tom Brady bị đồn yêu đương nhau sau sự kiện này. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với cựu thiên thần nội y tiết lộ họ chỉ là bạn bè, họ có mối quan hệ thuần khiết không như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, lại có một nguồn tin trên Pesic cho biết Irina Shayk đã để mắt đến Tom Brady tìm cách thu hút anh ta, nhưng Tom Brady lại không có hứng thú. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tom Brady chỉ coi mỹ nhân này là bạn bè. Cô ấy tìm cách tiếp cận, không để mình rời khỏi tầm mắt của Tom Brady, nhưng anh ấy thì tâm sự với bạn bè là chẳng có hứng thú. Tom Brady và siêu mẫu Giselle Bundchen đã chính thức ly hôn, các thủ tục hoàn tất. Thời điểm công bố ly hôn, cả hai khẳng định may mắn khi có những đứa trẻ xinh đẹp, tuyệt vời và họ vẫn cùng nhau chăm sóc các con, mở ra chương mới cuộc đời. Họ chúc nhau gặp may mắn, hạnh phúc. Irina Shayk cũng ly hôn chồng Bradley Cooper. Những năm gần đây, cô thường bị đồn tái hợp với chồng cũ. Điển hình là trang Daily Mail ngày 7 tháng 11 năm 2022 thông tin Bradley Cooper và Irina Shayk xuất hiện đầy tình tứ trên đường phố của thành phố New York, Mỹ. Cả hai dạo bước bên chó cưng, thường xuyên trao đổi vòng tay ôm nhau bất chấp ống kính của cánh san ảnh. Họ dường như xác nhận đã hàn gắn tình cảm sau 3 năm tan vỡ. Nhưng đến nay, cả hai đều giữ im lặng và không bình luận gì về tin đồn này. Irina Shayk có cuộc tình với Kanye West nhưng kết thúc nhanh chóng. Bradley Cooper là nhà sản xuất, diễn viên danh tiếng với những tác phẩm American Sniper, A Star Is Born. Trong khi đó, Irina Shayk là siêu mẫu đình đám, từng là thiên thần nổi bật của Victoria's Secret. Siêu mẫu Irina Shayk sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng cuốn hút. Cô được nhiều người hâm mộ yêu thích và là tâm điểm chú ý khi thường diện trang phục khoe đường cong cơ thể.